Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Trước mắt anh em đang là một cái mẫu sản phẩm súng bắn bu lông khí nén 1/2 của thương hiệu sách tay chính hãng của Nhật Bản. Thì cái mẫu sản phẩm này là một trong những cái mẫu hàng bãi với mã của sản phẩm. Đây, tôi sẽ zoom gần cho anh em. V1600P của thương hiệu Yokota. Anh em đã nhìn thấy chưa? Đây, tôi sẽ zoom gần nhé. Yokota Professional là một trong những cái mẫu súng mà bắn được từ bu lông 8 cho đến bu lông 24. Đấy, thì theo như lời giới thiệu là của hãng Nhật Bản. Về cấu tạo left right trái phải thì anh em chúng ta vẫn chỉnh ở khu vực này. Đây, tôi sẽ zoom chi tiết cho anh em. Về cấu tạo của left right trái phải nhá, thì chúng ta vẫn sẽ chỉnh ở cái khu vực này. Đó, chúng ta có thể chỉnh left right trái phải. Và sản phẩm này là một trong những cái mẫu sản phẩm 1/2 hai búa bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 24 của thương hiệu Yokota. Và màu chủ đạo thì là màu bạc. Sản phẩm này thì còn mới được khoảng tầm 85 cho đến 90%. Đây, tôi sẽ để cho anh em. Anh em đã nhìn thấy chưa? Rất là nét, rất là đẹp nhá. Để tôi tìm một cái cân xem nào. Xem là cái cân này sản phẩm nặng khoảng bao nhiêu cân. Tôi sẽ cân luôn cho anh em nhìn thấy. Cân thử luôn. Wow. Như vậy là mẫu sản phẩm này nặng khoảng 3,1 cân anh em nhé. Tôi xin nhắc lại thông số của sản phẩm. Sản phẩm là chân 1/2 với thương hiệu của V1600P Yokota. Sản phẩm này thì bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 24. Đấy, nặng khoảng 3,1 cân anh em nhé. Là một trong những cái hàng sách tay chính hãng của Nhật Bản. Màu chủ đạo là màu bạc, rất là đẹp. Ui, nặng quá. Rồi, mẫu sản phẩm này thì nó sẽ còn được mới được khoảng tầm 85 cho đến 90 anh em nhé. Thì như tôi vừa giới thiệu rồi đấy, anh em chúng ta có thể thấy là cái màu chủ đạo nó là màu bạc. Anh em chúng ta chỉnh số ở khu vực này này, rất hay nhé. Những cái dòng của Nhật này, anh em có thể thấy là chỉnh số ở cái khu vực này. Ngoài ra thì left right trái phải chúng ta chỉnh ở cái khu vực ngay dưới phần cò súng. Thì đấy là cái lời giới thiệu của nhà sản xuất. Thì những cái mẫu sản phẩm này, đội ngũ kỹ thuật của bên máy móc Minh Trí đã test rất là kỹ rồi. Đã test, đã xử lý những cái vấn đề. Thì sản phẩm nó còn mới cho khoảng 85-90%. Những cái gì cần thay, những cái răng, những cái phớt, đội ngũ kỹ thuật của bên mình đã test rất là kỹ rồi. Và sản phẩm này thì bên mình sẽ tự tin bảo hành 1 năm cho tất cả anh em. Rất là đẹp anh em nhé. Anh em đã nhìn thấy chi tiết chưa? Sản phẩm này thì bên mình đang bán ở ngoài thị trường với giá là 1.550.000, bao ship tận nhà cho tất cả anh em. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì chúng ta có thể lấy một cái mẫu súng về để sử dụng. Bên mình sẽ ship đến tận nhà cho anh em, cho anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa thông số của sản phẩm. Sản phẩm bắn 4 số 1, 2, 3, 4 và bắn left right trái phải chân 1/2, bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 24 anh em nhé. Nặng khoảng 3,1 cân và còn mới được khoảng tầm 85 cho đến khoảng tầm 90%. Sản phẩm được bảo hành 1 năm và ship đến tận nhà cho tất cả anh em với thương hiệu của Yokota Nhật Bản, sách tay chính hãng V1600, rất là đẹp. Thì nếu mà anh em nào chúng ta có nhu cầu sử dụng cái mẫu sản phẩm này thì các bạn có thể alo cho bên mình. Tất nhiên là đến nơi thì anh em chúng ta có thể test hàng, xem hàng, kiểm tra, bắn thử thoải mái. Lời giới thiệu của nhà sản xuất thì là bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 24. Thì nếu mà trên 24 thì nó là hên xui anh em nhé. Còn từ 8 đến 24 thì là chắc chắn luôn, chân 1/2 và có chạy khí nén. Anh em nào đam mê cái mẫu sản phẩm này thì các bạn có thể nhấc máy và alo cho bên mình. Bên mình cam kết đúng như trong quảng cáo luôn, để cho anh em chúng ta yên tâm trong quá trình sử dụng anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.